Bạn nghĩ rằng chỉ cần cung cấp độ ẩm thôi là đủ để giúp da hoàn toàn khỏe mạnh. Da cần nhiều hơn thế trong mùa đông. Da cần được nuôi dưỡng tận sâu bên trong. Sữa dưỡng ẩm toàn thân dành cho da khô Vaseline bổ sung vitamin E, chiết xuất đậu nành và yến mạch thấm sâu vào bên trong. Nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da suốt 24 giờ. Vaseline, giải pháp tối ưu cho mùa đông.